là đâu vậy? Sao mình lại ở đây chứ? Ây da, đau đau quá. Sao lại ra nông nỗi này vậy? Cái cửa này lâu ngày quá rồi, chắc phải thay thôi. Thiên linh linh, địa linh linh, cứu khổ cứu nạn, làm ơn là cứu khổ cứu nạn. Ôi thiên linh linh, địa linh linh ơi. Mau đi ra đi, mau đi ra đi. Không có gì đâu, đừng giết tôi, đừng làm gì tôi mà. Ông tránh xa tôi ra, đi ra ngoài đi, tôi không thấy hết này này. Đi ra, đi ra, mau đi ra. Yeah. Tôi xin lỗi. Bây giờ thì cô đã nhớ lại chưa? Làm ơn mắc oán mà. Tôi nhớ rồi. Hôm qua là tôi bị cướp, nhưng mà chưa kịp làm gì cả thì đã ngất luôn rồi. Mà tôi nhớ nhá, chỗ cướp ấy đông lắm, một mình anh làm sao mà có thể cứu được tôi chứ? Thế không đánh cướp thì cứu được cô chắc. Một mình anh đánh hết được tất cả chỗ cướp đấy á? Anh giỏi thế. Này, đánh như nào đấy, kể tôi nghe với. Chứ còn sao nữa, anh em là hiệp sĩ đường phố mà, võ công cao cường lắm, chỉ cần vài cú đấm thôi là hạ được bọn chúng ngay. Cứu được chị đó. Chị cũng cảm ơn Lan nhá, hôm qua em đã giúp chị nhiều rồi. Cảm ơn em gái tôi thì đàng hoàng thế. Thế mà cảm ơn tôi bằng cán chổi à? Hả? Thôi được rồi, anh cũng không sao mà. Em nấu đồ ăn hết rồi này, mọi người ăn đi không nguội nhá. Cảm ơn hai người nhá. Nếu mà không có hai anh em thì giờ này tôi ra sao cũng không dám tưởng tượng nữa. Lan. Không có gì đâu, em chỉ phụ chị khi mà anh ấy bị thương đưa về thôi. Thế là hôm qua anh cũng bị thương à? Tôi không sao. Anh em là hiệp sĩ đường phố mà, phải vết thương đấy nhằm nhò gì. Ăn đi. Ôi, anh là hiệp sĩ đường phố thật á? Cái đoạn đường ngõ ở gần nhà tôi, mà đêm hôm thì vắng lắm, với cả hai có trộm cướp nữa, cho nên thỉnh thoảng tôi hay đi ngang qua để xem sao. Hiệp sĩ đường phố cái gì chứ? Không đâu, như thế đã là quá giỏi rồi ấy. Nhưng mà đấy là công việc chính của anh à? Không, anh em còn làm kỹ sư nữa đấy, giỏi lắm. Mà đây, xe của cô vẫn còn để ở đó đấy, chắc là tí nữa sẽ lấy về được. Cảm ơn hai anh em nhá. Tôi có... tôi chết rồi, tiền của tôi, ví của tôi để hết ở dưới xe rồi. Chút nữa tôi sẽ lấy và cảm ơn hậu tạ hai người nhá. Thôi không cần đâu, anh em cứu cả khu phố này mà. Anh em mà lấy tiền thì chắc là bây giờ em giàu to rồi. Nhưng mà anh em sẽ không nhận đâu ạ. Chất lãng tử thật. Chứ còn sao nữa. Thôi đi hai con đường ạ, ăn đi, rồi tí đi lấy xe. Dù sao thì cũng cảm ơn hai anh em nhá. Chị ăn đi. Mời vào. Cô giới thiệu về bản thân của mình chút trước đi. Em là Nguyễn Nguyên Lan. Em là... Lan à? Chị vẫn còn nhận ra em sao? Em cứ tưởng là chị không nhận ra em chứ. Làm sao mà chị có thể quên được ân nhân của mình chứ? Nào, hôm nay em đến ứng tuyển vị trí trợ lý của chị à? Trùng hợp thật đấy. Em cũng không tin là em sẽ gặp chị ở đây. Và thật không ngờ là chị lại là giám đốc của SVM. Thế là có duyên rồi đấy. Vừa mới lúc nãy chị còn đọc CV, rồi khen tấm tắc là vừa có năng lực này, CV đẹp, rất ổn nữa. Không ngờ lại gặp em. Vậy thì cùng làm việc vui vẻ nhá. Thế là chị nhận em rồi ạ? Em cảm ơn chị nhá. Năng lực của em rất tốt, nếu như đi xin việc ở đâu thì cũng sẽ có kết quả tốt như vậy thôi, nên là em đừng cảm ơn như thế. Dù sao vẫn phải cảm ơn chị mà. Được rồi, vậy bây giờ em ra ngoài xuống phòng nhân sự đăng ký nhá, có thể là sẽ đi làm bắt đầu từ ngày mai luôn đấy. Dạ vâng ạ, mai em sẽ tới đúng giờ ạ. Xin chào chị. Từ 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 từ. Ôi,
ân nhân của tôi. Lan quên mang tài liệu cho nên nhờ tôi mang tới. Anh đưa đây, để tôi đưa cho Lan giúp anh cho. Lan hậu đậu quá, cứ sức này quên thôi. Cô thì kém gì đâu, không suýt thì ngã còn gì. Vì tôi biết là sẽ có ân nhân đỡ nên là tôi mới ngã chứ bộ. Gì cũng nói được. Mà cũng cảm ơn cô nhá, vì đã tạo cơ hội cho Lan. Có gì đâu, Lan là một người có năng lực mà, nên đỗ cũng là chuyện bình thường thôi. Với lại nhìn tôi như vậy thôi, chứ tôi là một người rất là công tư phân minh đấy nhá. Nếu như mà công tư không phân minh thì cũng là với ai đó. Thì cũng chỉ là với ân nhân của mình thôi. Thôi, tôi không nhận nổi đâu. Mà bây giờ tôi có việc đây, tôi phải đi trước. Dự án lần này rất là quan trọng. Nhưng mà với tình hình này thì công ty chúng ta khó mà có thể nắm được lợi thế trong tay. Bên chúng ta đang thiếu nhân sự để vận hành khu đô thị mới. Để mà nói về mặt cạnh tranh với đối thủ thì hơi khó đấy chị ạ. Chị cũng đang nghĩ đến việc là tuyển thêm nhân lực. Chỉ có điều là vẫn chưa thể nào mà tìm được một người kỹ sư có đủ năng lực nữa. Em giúp chị liên hệ với các bên khác xem sao. Cứ giải quyết các vấn đề trước mắt trước ạ. Dạ vâng ạ. Vậy em ra ngoài trước nhá. À mà chị ơi, hôm nay chị cho em về sớm 30 phút được không? Có chuyện gì sao? Hôm nay là sinh nhật anh trai của em. Nhà có mỗi hai anh em thôi. Thế nên là em muốn về sớm chuẩn bị cho anh ấy ạ. Hôm nay là sinh nhật của anh Toàn á? Vâng, em làm gì có anh nào nữa đâu ạ. Vậy à, chị có thể về chúc mừng luôn chứ. Xem ra có người có tình ý rồi này. Tình gì chứ cái con bé này. Vậy tí nữa về chị đi với em nhé. Ok, chút nữa chị đón nhé. Vâng, em ra ngoài trước chị nhé. Em chào chị. Ôi, anh làm em giật cả mình. Anh nhớ em quá. Sao, hôm nay công việc của người yêu anh thế nào? Em làm việc cho chị Dương mà, chị ấy năng lực tốt lắm, thế nên là rất ổn. À, ra là vậy. Nhưng mà hình như dạo này cũng có gì trục trặc thì phải. Bên phía cổ đông đang ép chị ấy ác quá. Chị ấy cũng đang rất khó xử đấy anh ạ. Mà anh là phó giám đốc lại không biết chuyện này sao? Anh và Dương cũng chưa trao đổi về vấn đề này. Đây đây, chị ngồi đây nhé. Tôi không làm phiền anh chứ. Không sao đâu, thêm người thêm vui mà. Chị cứ yên tâm, không phiền được đâu. Anh em muốn không được mà. Nào, anh cầu nguyện đi. Chúc mừng anh. Em ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé. Tặng anh này. Tôi cảm ơn cô nhé. Anh phải đeo vào đi. Rồi lúc nào cũng phải nhớ đến tôi đấy nhé. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn cô. Bắt quả tang anh chị làm chuyện mờ ám nhá. Không khí ám muội lắm rồi đấy. Đâu có đâu. À, Lan này, chị nhớ ra là dự án của hai chị em mình đang làm ấy, đang kiếm kỹ sư đấy. Chị định mời anh Toàn về làm. Nhờ, tại sao em không nghĩ ra ta? Anh em làm kỹ sư giỏi lắm mà. Trời ơi. Anh Toàn này, anh có đồng ý về hợp tác cùng với công ty chúng tôi không? Tất nhiên là được rồi. Cơ hội tốt như vậy mà. Vậy thì chốt thế nhá. Thế là hai anh em mình lại làm chung cơ đấy. Như vậy thì càng phải làm việc thật tốt đấy nhá. Tất nhiên rồi. Anh đâu cần đưa tôi về đâu. Tôi có thể tự về được mà. Tôi tiện đường thôi. Với cả đường này vắng lắm, một mình cô đi thì không ổn đâu. Mà vẫn phải cảm ơn cô, vì dù sao đã tạo công việc cho cả hai anh em tôi. Anh lại thế nữa rồi. Tôi đã nói rồi, hai người đều có năng lực
Vậy nên được làm việc với hai người ấy thì tôi mới là người có lợi ấy. Cảm ơn gì chứ. Mà công việc có vất vả không? Ý của tôi là dù sao tôi cũng là con gái, gồng gánh nhiều như vậy chắc là mệt lắm đấy. Đây là đam mê của tôi mà. Nói mệt thì cũng không mệt, nhưng mà vì công ty có một vài thành phần không đáng tin cậy đang cứ lăm le, làm tôi cũng hơi mệt mỏi, hơi suy nghĩ chút. Cô phát hiện ra ai sao? Cũng không hẳn, là linh tính thôi. Nhưng mà linh tính mách bảo rằng chắc là tôi sắp gặp chuyện rồi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng làm việc với cô. Nếu như mà ở trong công việc gặp khó khăn gì thì có thể nói với tôi, Dương còn đỡ mệt mỏi hơn đấy. Toàn bộ số liệu thống kê cho thấy tình hình về công trình sắp triển khai của chúng ta khá là khả quan. Nhưng mà chủ tịch cũng nên đề cập đến vấn đề số lượng nguyên nhiên vật liệu chứ. Về việc này thì tôi sẽ trao đổi riêng với cậu Toàn, là kỹ sư chính của dự án lần này của chúng ta, rồi sẽ thông báo lại cho mọi người sớm hơn. Rõ ràng là có thể mời những kỹ sư danh tiếng hơn về để đảm nhận. Không hiểu sao cô Dương đây lại đặt niềm tin vào một kỹ sư không mấy có tiếng. Không biết là có phù hợp với công ty mình không? Tôi chọn người dựa vào năng lực, chứ không phải là dựa vào tiếng tăm. Hơn nữa, dự án này là tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy nên, tôi rất tự tin vào quyết định của mình. Chỉ sợ làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty mình thôi. Đến lúc ấy, ai sẽ đứng ra gánh cái trách nhiệm nặng nề này? Chưa kể, dự án lần này quan trọng đến thế cơ mà. Giám đốc Đức nói như vậy, ý là không tin tưởng tôi sao? À, hay là do tôi vô ý quá, không mời giám đốc Đức cùng làm trong dự án này nên là anh không vui? Cô Dương này, cô đừng ở trước mặt các nhân viên nói tôi thành một kẻ không ra gì như vậy. Khác nào không ăn được thì đạp đổ. Tôi chỉ sợ ý kiến triển khai đưa ra không phù hợp, đến lúc triển khai ra các cổ đông sẽ không vui. Dự án lần này lớn như vậy, sai sót nhỏ một chút thôi thì... Có sai sót như thế nào đi chăng nữa ấy, thì tôi cũng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Uổng công anh Đức đây phải lo lắng rồi. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người về làm việc tiếp đi. Nếu như ai có bất mãn gì thì gặp riêng tôi. Anh... Dương quả thật là coi thường anh mà. Cô ta ỷ mình là giám đốc, không xem trọng ý kiến của anh đưa ra là gì. Thật là quá đáng. Anh đừng như thế. Chị Dương chắc là chỉ nói trên cương vị công việc thôi, không có ý gì đâu anh ạ. Em mới tiếp xúc với cô ta thì làm sao mà biết được. Anh nói cho em biết, chẳng qua vì gia đình cô ta có sẵn địa vị, có chức vụ nên cô ta mới ngoi được lên cái chức giám đốc. Lại nghĩ là mình đi lên do thực lực, bản thân mình tài giỏi. Thật là đáng ghét. Anh đừng giận nữa mà. Em làm việc cùng chị Dương, em biết và em hiểu chị ấy. Suốt ngày chị Dương, rốt cuộc là em tin anh hay là tin cô ta? Em không có ý đó. Đương nhiên là em phải tin anh và hiểu cho anh chứ. Lan, nếu em tin anh, hiểu cho anh thì em phải giúp đỡ anh chứ, được không? Giúp? Nhưng mà giúp anh cái gì cơ? Anh muốn trở thành giám đốc của SBM. Cái gì? Anh bị điên rồi sao? Sao như thế được? Đúng vậy. Vì anh thực sự không chịu nổi cô ta nữa. Trong buổi họp cổ đông sắp tới, chỉ cần sơ suất nhỏ thôi, cô ta sẽ bay mất cái ghế giám đốc. Lan, chỉ có em mới có thể giúp anh thôi. Em yêu anh mà, em muốn anh phát triển, đúng không? Nhưng mà anh ơi, em không làm được đâu. Chị Dương giúp đỡ em nhiều rồi, em không thể phản bội chị ấy được. Còn anh thì sao? Em không muốn người yêu em phát triển à? Hơn nữa, Dương không tốt như em nghĩ đâu. Em không làm được anh ạ. Anh, thôi được rồi, em sẽ suy nghĩ và tìm cách để nói chuyện với chị ấy xem sao đã nhá. Thưa chị, đây là toàn bộ tiến trình trong dự án lần này ạ. Tốt lắm. Cái này chỉ cần vài hôm nữa chị trao đổi kỹ với anh em là được. Chị, sao vậy? Còn chuyện gì à? Nếu như mà không còn chuyện gì thì em có thể về được rồi. Em muốn xin chị một chuyện được không ạ? Sao nào? Em nói đi. Chuyện về giám đốc Đức ạ. Em nghĩ
dự án này giám đốc Đức cũng có thể tham gia vào ạ. Lan này, không phải là tự nhiên mà chị với cả giám đốc Đức trở nên như vậy đâu. Anh ta không có ý tốt gì với dự án lần này cả. Hơn nữa, anh ta có tham gia ấy thì cũng không thể giúp ích được gì. Vậy nên chị chắc chắn là sẽ không để Đức nhúng tay vào đâu. Nhưng chị chưa thử sao biết được ạ? Chị đã tiếp xúc với Đức rất là lâu hơn em rất nhiều đấy. Chị cũng thắc mắc từ lâu rồi. Nhưng mà tiện hôm nay chị cũng muốn hỏi luôn, có phải là em và Đức đang quen nhau đúng không? Đúng là em với anh Đức đang quen nhau. Nhưng mà không phải vì thế mà em... Thôi, Lan à, em không cần phải giải thích đâu. Chị hiểu mà. Chị hiểu rất rõ con người của Đức. Chị không muốn em tổn thương. Nhưng mà thực sự chị rất lo khi mà em quen Đức. Con người của hắn có rất là nhiều thứ... Chị à, sao chị nói xấu người yêu em trước mặt em chứ? Chị chỉ muốn em hiểu rằng con người thật của Đức rất là tâm cơ. Thôi, chị đừng nói gì nữa. Coi như em cầu xin chị vô ích rồi. Dự án với FVM anh bàn sao rồi ạ? Xong rồi. Bà này, em đang quen với cả phó giám đốc à? Chưa gì chị Dương đã mách bảo với anh rồi. Lan này, em lớn rồi. Chuyện yêu đương của em anh không quản được. Nhưng mà còn về tên Đức ấy, Đức có vẻ là... Anh lại giàu hơn em rồi đấy. Chuyện tình cảm của em tự giải quyết được. Anh không phải xen vào đâu. Em mà nói kiểu gì về Hà Lan? Em thấy sao thì em nói vậy thôi. Em ghét nhất là cái loại người tọc mạch mách lẻo. Mà em không ngờ là anh tin những gì chị ta nói đấy. Lan này, em đừng cố chấp như vậy nữa. Không phải tất cả là vì Dương, mà là vì anh đã có lần tiếp xúc với cả Đức rồi. Và anh biết được hắn ta không phải là một người đơn thuần. Thôi đủ rồi, anh đừng nhắc tới những gì chị ta nói nữa. Alo, anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi. Vậy tất cả cứ làm theo ý của chị nhá. Ừ, được rồi. Chị à, sao thế? Em xin lỗi chị, vì hôm trước mà em lớn tiếng bất mãn với chị. Hôm đó em cũng về nói chuyện với anh Toàn rồi ạ. Vậy mọi chuyện sao rồi? Em cũng suy nghĩ thấu đáo rồi. Mọi người là người lớn, nói vậy thì em nghe. Em cũng sẽ xem xét lại tình cảm của mình. Chị đừng giận em nhé. Không đâu, em hiểu ra được là chị vui rồi. Cứ từ từ mà suy nghĩ nhé. Mà chị ơi, cái tài liệu xem xét thị trường ấy, chị cho em làm với nhé. Thôi không cần đâu. Cái này là tài liệu quan trọng, cứ để chị tự xem kỹ lại nhé. Thì em biết là nó quan trọng với chị nên em mới muốn giúp đấy chứ. Tại mấy ngày hôm nay em thấy chị vất vả mệt mỏi lắm rồi. Chị cho em giúp được cái gì thì em giúp nhá. Đi. Thôi được rồi, để chị đi lấy. Tôi thấy mọi thứ như vậy là khá ổn rồi. Dự án này chỉ cần cố gắng làm đúng tiến độ theo tiến trình là được rồi. Anh vất vả rồi. Công việc thôi mà. Nhưng mà tôi nghe Lan kể rằng dạo này cô làm việc nhiều, ít nghỉ ngơi nữa, chắc là mệt mỏi lắm. Công việc mà, có sao đâu. Với lại, dự án này trông vậy thôi, chứ thực ra rất quan trọng với tôi. Không thể nào mà để có sai sót được. Nhưng mà cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ. Tôi thì không giúp gì được nhiều. Nhưng mà nếu cần thiết, thì có thể trao đổi với tôi. Quan tâm tôi thế à? Thì... không sao, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình mà. Nhưng mà nếu được anh chăm sóc ấy thì tốt hơn. À, còn một chút tài liệu liên quan, đợi một chút để tôi đưa cho anh xem nhé. Sao thế? Số liệu của bản thiết kế này cô đã xem qua chưa?
Cái này á, cái này là Lan vừa mới đưa cho tôi. Còn trước đó thì tôi cũng xem qua rồi. Có chuyện gì sao? Tôi đang cảm giác là có gì đó không đúng, nhưng bạn chưa biết là đang sai ở đâu. Cái này là... Tôi nhớ một chuyện. Chuyện gì? Alo, tài liệu em vừa gửi qua cho anh rồi đấy. Anh chỉnh sửa đi. Nhưng mà liệu sẽ được chứ? Em sợ. Chẳng lẽ Lan lại có thể làm như vậy với tôi? Đây là tài liệu tham khảo về dự án nhà phông xanh mà tôi vừa mới đề cập. Mời mọi người xem qua. Không phải là hai người có điều muốn hỏi hay sao? Đi về đến nhà thì sẽ thắc mắc chết đấy. Chị nói thế là sao? Chị biết hết tất cả mọi chuyện rồi à? Lan, tại sao em có thể làm như vậy chứ? Là anh đã giúp chị ta sao? Là chị đã tự điều tra được tất cả những việc mà em và Đức đã làm. Sao cô có thể sửa dự án trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Không những sửa mà tôi còn bổ sung thêm mới nữa cơ. Phải nói là phải cảm ơn anh lần này rồi. Nhờ có cái kế hoạch bẩn của anh nên tôi mới có cơ hội để bổ sung kế hoạch một cách hoàn hảo như vậy. Nên hôm nay mới nhận được sự tán thưởng của tất cả các cổ đông ở đây. Hóa ra là cô đã biết từ trước à? Nếu không thì để anh dắt mũi à? Tôi biết từ trước đến nay anh không hề vừa lòng về vị trí hiện tại của tôi. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng tốt lên mỗi ngày đấy thôi. Nhưng còn anh không thể bỏ được tính xấu của mình và luôn muốn dìm người khác xuống thôi. Bây giờ có chức vụ, có người đứng sau lưng rồi, muốn nói gì mà chẳng được. Tôi không chỉ có những thứ đó, tôi còn có năng lực thực sự nữa. Có đủ năng lực để chiến thắng anh lần này đấy. Mày! Này, tôi ăn cắp và đánh tráo dữ liệu, không nhẹ đâu. Không những thế, tôi còn có đủ bằng chứng để đuổi việc hai người một cách hợp lệ nữa. Cái gì chứ? Cái gì mà đuổi việc kiện cáo chứ? Cô dám à? Sao tôi lại không dám? Đó là kết cục của những người phản bội. Chị định đuổi việc cả tôi sao? Được thôi, tôi theo anh Đức. Lan! Những lời ngu ngốc như vậy mày cũng nói ra được à? Vì một tên vớ vẩn thế này sao? Anh thôi đi. Cứ mở miệng ra là anh nói anh Đức không tốt, không ra gì cả. Ngay từ đầu, chuyện tình cảm của tôi, hai người không nên xen vào rồi. Nếu không, đã không ra nỗi như này. Anh đánh tôi. Anh cứ bình tĩnh đã. Lan vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn chưa biết rõ được con người thật của Đức. Vậy nên nó mới mù quáng như vậy. Hãy để thời gian trả lời. Anh ạ. Em sao vậy? Sao giờ mới chịu về nhà? Anh ơi, hắn ta bỏ em rồi. Từ ngày mà hắn ta làm ăn thua lỗ, em ở bên cạnh hết lòng như thế. Nhưng mà anh ta vẫn đi theo một người khác mà bỏ em anh ạ. Anh ơi, em biết em sai rồi. Không sao đâu, em biết quay về là tốt rồi. Chị, em... Chị chưa bao giờ trách em cả. Chỉ trách tên Đức đó thôi. Hắn ta quá khốn nạn, hại em ra đến nông nỗi này. Không sao đâu. Chị ơi, em sai rồi. Em có lỗi với chị. Chị dâu tha lỗi cho em, nhưng mà anh thì không. Anh vẫn chưa bỏ qua đâu. Em vào nhà, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát thêm một tuần nữa thì anh mới tha cho, ok? Anh thì thế là nhanh thôi. Nhưng mà chị dâu á. À thì... Với năng lực yếu kém, cộng thêm mấy vụ bê bối gần đây thì chắc chắn Đức sẽ không áp dụng
và thêm được công ty nào đâu chị ạ.